Bạo lực giới là một hành vi phổ biến trong xã hội. Trong đó, người khuyết tật là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới nhiều nhất. Bạo lực giới là bạo lực nhằm vào một người trên cơ sở đối xử phân biệt giới hoặc giới tính của người đó, bao gồm việc đe dọa thực hiện hoặc thực hiện các hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần hay tình dục và những hình thức khác nhằm tước bỏ sự tự do của người đó. Bạo lực giới diễn ra dưới nhiều hình thức, bao gồm bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục và bạo lực về kinh tế. Bạo lực thể chất thể hiện qua sự xâm hại về thể chất và đối xử tệ bạc như không chăm sóc, không cho ăn mặc đầy đủ, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân. Bạo lực tinh thần thường được biểu hiện qua những lời chửi rủa, miệt thị hay kiểm soát hành động, hạn chế không cho giao tiếp với bên ngoài. Bạo lực tình dục biểu hiện ở bất kỳ hành động tình dục nào trái với mong muốn của người mà nó hướng đến như đeo bám, rình rập, gửi thư, tin nhắn và hình ảnh tục tĩu, ôm, hôn, ép sát, sờ soạng các bộ phận cơ thể, đe dọa, mua chuộc, gây áp lực, dùng thủ đoạn để buộc nạn nhân chấp nhận quan hệ tình dục, hiếp dâm, dùng vũ lực để thực hiện hành vi xâm nhập vào âm đạo và hoặc hậu môn hay miệng của nạn nhân bằng dương vật, tay hoặc vật thể khác. Các hành vi khác như không cho người khác dùng biện pháp tránh thai mà họ mong muốn, ép buộc hay lừa đảo người khác làm mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái. Bạo lực kinh tế biểu hiện qua các hành vi như bóc lột sức lao động, kiểm soát về mặt tài chính nhằm tạo sự lệ thuộc, phá hoại tài sản, tư trang, công việc làm ăn, không chi tiền khám sức khỏe, chữa bệnh, không cho hoặc lừa không cho đứng tên tài sản. Nguyên nhân gốc rễ của bạo lực giới đến từ sự bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa nam và nữ, cùng với các thái độ và tư tưởng thiếu tôn trọng quyền của mỗi giới. Bạo lực giới gây ra hậu quả nặng nề đối với người khuyết tật, gia đình và cộng đồng, bao gồm làm suy yếu sức khỏe, ảnh hưởng tới đời sống tinh thần, tăng nguy cơ gặp phải các loại bạo lực khác. Bạo lực giới với người khuyết tật xảy ra nhiều nhất ở phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, nhưng nam giới và trẻ em nam khuyết tật cũng hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân. Điều này bắt nguồn từ quan niệm cho rằng họ không đáp ứng tốt vai trò giới của mình. Ngoài ra, người khuyết tật là người đồng tính, song tính, chuyển giới cũng là những nhóm dễ bị bạo lực giới. Thủ phạm gây ra bạo lực giới có thể là bất kỳ ai, ngay cả người gần gũi, thân quen với nạn nhân. Bạo lực giới là một hành vi vi phạm pháp luật và quyền con người, cần phải ngăn chặn và trừng phạt. Khi bị bạo lực giới, cần lưu ý và nhớ thực hiện những điều sau. Kêu to hoặc tạo tiếng động lớn để gây sự chú ý của người khác. Giấu mọi thứ có thể gây sát thương, tìm nơi trốn an toàn. Tìm sự giúp đỡ từ những cá nhân, tổ chức tin cậy. Nếu bị cưỡng ép quan hệ tình dục, bị hiếp dâm, thực hiện ngay những việc sau đây. Không tắm rửa ngay, gói bộ quần áo mặc khi bị bạo hành để lưu lại bằng chứng. Trình báo ngay cho công an và các tổ chức liên quan để nhận sự trợ giúp. Đi khám tại cơ sở y tế để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Vậy, người khuyết tật và gia đình cần làm gì để phòng tránh nguy cơ bị bạo lực giới? Hãy tự trang bị các kiến thức và kỹ năng về phòng chống bạo lực giới. Lập kế hoạch an toàn để tự bảo vệ nếu phải sống cùng kẻ bạo hành. Không ở riêng với người mình cảm thấy mất an toàn. Ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp, chia sẻ với người thân khi đi ra ngoài, về địa điểm, phương tiện đi lại, người đi cùng. Thống nhất với người thân, người tin tưởng một tín hiệu đặc biệt hoặc mật mã mà bạn sẽ sử dụng để thông báo khi gặp nguy hiểm. Với những người khuyết tật khó khăn về giao tiếp, hãy trang bị một cái còi hoặc một thiết bị báo động nguy hiểm để gây chú ý và tìm kiếm sự trợ giúp khi có nguy cơ bị bạo lực giới. Tránh để những người khuyết tật hạn chế về khả năng tự bảo vệ ở nhà một mình. Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực giới hoặc chứng kiến hành vi bạo lực giới, hãy liên hệ ngay tới công an, cơ sở y tế, các phòng tham vấn, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới, các cơ sở tạm lánh, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội, hội người khuyết tật và các hội đoàn thể tại địa phương, Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng, ACDC, hotline tư vấn pháp luật miễn phí 024-629-0814-0978-696-901.
kiên quyết lên tiếng, không im lặng và thỏa hiệp với bạo lực giới.